Xin chào tất cả mọi người, và đặc biệt là các anh các chị tuổi Mậu Tuất sinh năm 1960, sinh năm 1958. Đây là video clip em sẽ tổng hợp giải thích một cái số thông tin về tử vi của các anh các chị trong năm Kỷ Hợi 2019, cũng như là cái vận hạn những tháng còn lại trong năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các anh chị tốt xấu ra sao. Em cũng nói thật sự vậy nè, đối với tuổi của các anh các chị thì là những cái người đã gọi là từng trải ở xã hội, đã ở cái tuổi mà lục thập rồi, ngoài 60 rồi, thì cái kinh nghiệm sống và cái vốn sống là một cái điều mà chắc chắn là em sẽ không so bì được, vì em phải 20 năm nữa em mới được bằng các anh các chị hiện tại. Thì chỉ có một điều như vậy nè, là tử vi của em, là em cũng nói thật sự luôn, nếu như là các anh các chị ở cái tuổi này rồi thì đa phần là cũng đã có cái thời gian chiêm nghiệm và nghiên cứu qua về tử vi, thì chắc rằng là sẽ có cái sự hiểu biết nhất định. Nhưng mà có một số sách về tử vi là các anh các chị đọc thôi, các anh không, các chị không hiểu nó, thì biết là nó khắc thôi, nhưng mà nó không biết là nó khắc về cái gì, cái trụ đó nói về cái gì. Cho nên là cái tử vi của em chia sẻ với các anh các chị cũng chỉ là những cái từ sách vở để mà chia sẻ ra thôi, tức là người ta thống kê để mà đưa ra những cái tử vi, chứ không phải là cái gì đó mê tín dị đoan của riêng em hay là của bất cứ một người nào, mà nó là cái kiến thức chung của xã hội, cái sự thống kê của nhiều ngàn năm trước để lại cho chúng ta. Và như đã nói, các anh các chị, cái 60 năm sẽ có một cái tuổi Mậu Tuất xuất hiện, và người ta nhìn vào nhiều cái tuổi Mậu Tuất như thế, tạo một cái vòng tuần hoàn và đúc tỉa ra những người Mậu Tuất thiên tính họ như thế nào, cái cá tính họ ra sao, họ sinh tháng nào là tốt và sinh tháng nào là không tốt, từ đó viết ra cái tử vi cho cái những cái người tuổi Mậu Tuất, hoặc là những cái người tuổi Kỷ Hợi, hay là đại loại những tuổi Mậu Ngọ, mọi thứ như vậy đó. Thì em là một cái người nghiên cứu nhiều, về đọc nhiều sách về cái việc tử vi phong thủy, và may mắn được một người thầy có tâm giảng dạy, chỉ bảo cho mình hiểu thêm những cái chi tiết về nó, và em vận dụng nó để chia sẻ lại với mọi người theo như tử vi viết về năm nay đối với tuổi của mọi người. Chứ còn em không dám mạo muội là người hướng dẫn là đối với tuổi của các anh các chị, vì đối với tuổi của các anh các chị em chỉ là hậu bối mà thôi. Rồi trở lại với cái ý chính của cái video này, thì đầu tiên hết thì chúng ta sẽ xem coi các anh các chị, cái tử vi của năm nay đối với tuổi của các anh các chị sẽ ra sao. Thì các anh các chị là sinh năm 1958, tuổi Mậu Tuất, mạng là bình địa mộc, tức là cái cây, một cái rừng cây mà cái thấp chứ không có phải là cây cao ha. Nam mạng thì năm nay có tương đối tốt đẹp, đó là có sao Thái Âm chiếu mạng, may mắn, danh lộc tốt. Tuy nhiên nữ mạng thì không tốt đẹp, vì có sao chủ là sao Thái Bạch, một cái hao tinh, một cái phá tinh thuộc hành kim, mà kim thì nó khắc mộc, nó sẽ gây hao tốn cho các chị. Thường người ta nói có sao Thái Bạch chiếu mạng là quét sạch cửa nhà, hao tài đau ốm đó, đó là cái sao Thái Bạch nó thể hiện như thế. Rồi hạn thì đối với các anh là hạn Diêm Vương, bệnh tim mạch, để ý cái bệnh tim, nội tạng tim mạch. Còn đối với các chị thì có hạn Thiên La, thì tinh thần không được ổn định cho lắm, tinh thần hơi bất an. Vận niên thì là một vận niên tốt đẹp cho cả các anh lẫn các chị, đó là vận niên Hậu Thực Quả, có thể nói là một năm có nhiều cái cây lành trái ngọt, nhưng mà đều có một cái là hưởng được hay không á, là còn phải tùy vào cái vận số của mình, tức là cái ngày tháng năm sinh, có người thì hưởng được, có người thì không được đó đâu. Rồi thiên can á, thì mậu, chữ mậu của các anh các chị gặp chữ kỷ của năm á, là không xung không khắc về mặt tử vi, cho nên công việc tiếp tục là một cái gì đó ổn định bình thường, không có quá nhiều cái sự chống phá, có thể nói cũng không có quá nhiều cái bật lên đâu, từ vì mậu kỷ là cùng hàng. Địa chi tức hợi thì là từ chỗ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung khắc nhau, gia đạo tiếp tục vẫn là cái gì đó bình thường, gia đạo về mặt tình cảm
đối với tuổi của các anh các chị ở ở cái lục thập rồi thì cũng không có quá xào xáo trong gia đạo đâu. Đặc biệt là những người Mậu Tuất là những người dần Ngọ Tuất là những người mà gọi là có lục có tam hợp hỏa cục đó, thì cái sự chính trực ngay ngay thẳng ở trong cái cá tính của mình rất là cao. Cái điều đó là cái điều mà em cũng là người hỏa cục, cũng người là dần Ngọ Tuất và em cũng là tuổi Ngọ nên là em hiểu khá rõ cái cá tính của những người tuổi Tuất, sự trung dũng là gần như là đi đầu, trung thành và coi như là có một cái gì đó trực tính là đi đầu đối với người tuổi tuổi Tuất. Rồi thì như vậy là cái tử vi của năm thì rõ ràng với Thái Âm chiếu mạng dĩ nhiên là nam mạng sẽ có nhiều cái thuận lợi hơn. Còn Thái Bạch chiếu mạng thì nữ sẽ có những cái điều không tốt đẹp, nhất là hao tài phải bỏ tiền ra. Và nếu như em nhớ không lầm thì các anh các chị tháng 5 âm lịch và tháng 6 là hai cái tháng hai tháng thổ vượng của năm năm nay hình như là cũng là năm Bình Địa Mộc, năm Kỷ Hợi là năm Bình Địa Mộc. Năm vừa rồi là năm tuổi của các anh các chị, người ta nói là 60 năm gặp lại một lần thì cũng có những cái điều gọi là trúc trắc trục trặc không tốt đẹp, nhất là về mặt gia đạo, có nhiều cái điều không có ok lắm. Tuy nhiên qua đến cái năm Kỷ Hợi 2019 này thì rõ ràng thấy có điều êm hơn ha, tốt đẹp hơn. Rồi thì bây giờ mình sẽ vận coi vào những tháng còn lại của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các anh các chị thì nó sẽ ra sao. Thì hôm nay đã là ngày mùng 5 hay mùng 6 vậy đó, em không nhớ rõ lắm, em riết rồi em cũng quên luôn cả ngày tháng. Thì là mình sẽ nói về tháng 6 luôn. Thì tháng 6 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 tức là tháng Tân Mùi, mà tháng Tân Mùi thì thuộc thổ. Như vậy các anh các chị là mệnh mộc, xét về trụ mệnh ở trong cái tử vi của tháng thì là mộc khắc thổ, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe không được ok cho lắm, cho nên là có cái bức rất nóng nảy ở trong người, đề phòng cái bổn mạng của mình một tí xíu. Thiên can thì chữ Mậu và chữ Tân thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nhưng Mậu là thuộc thuộc thổ, Tân là thuộc kim, cho nên là nạp âm ngũ hành của chữ Mậu sinh xuất ra chữ Tân, cho nên là công việc thì ok nhưng mà có thể là sẽ có chút hao tài, đặc biệt là các chị với cái Thái Bạch chiếu mạng. Tháng vừa rồi cũng là một tháng hao tài ha, tháng 5 âm lịch, vì là chữ Mậu nó cũng sinh xuất chữ Canh, chữ Mậu là thổ, Canh là kim mà, cho nên là tốn tài chứ không có tiền vô ha. Rồi về địa chi thì Tuất và Mùi, Thìn Tuất Sửu Mùi, Tuất và Mùi nằm trong cái cung tứ hành xung, cho nên vẫn tiếp tục là một tháng không tốt đẹp về gia đạo, nhưng nó không quá lớn, chỉ là những chuyện trục trặc nhỏ, đặc biệt là với con cái chứ không có phải là với trưởng thượng ha, cho nên là cũng không có việc gì quá lo lắng. Rồi với cái sao Thái Bạch chiếu mạng cộng với là cái phá tinh, một số phá tinh không tốt đẹp nằm ở trong tử vi của năm thì người các chị nữ nhớ cẩn thận cái việc là bị người ta đâm chọt sau lưng, đưa ra những cái lời nhận định, những cái chủ kiến không tốt đẹp cho mình, đặc biệt dễ gây ra hao bài cho mình ở trong cuộc sống. Rồi tiếp đến đó là tháng 7 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, mà tháng 7 âm lịch là tháng Nhâm Thân. Người ta tháng nói tháng 7 âm lịch nếu như mà người Việt Nam của mình thì thường coi là tháng cô hồn. Lý do tại sao? Vì hiện tại Phật giáo không ở đâu phát triển bằng ở Việt Nam, cho nên là những cái thuyết của Phật giáo đưa nhiều về cái tháng 7 là cái tháng cô hồn, tháng xá tội cho những cái người mà sống ở dưới địa ngục, cái người mà chết bị đày đọa dưới địa ngục lên thì ma trời vất vưởng, được xá tội thì đi vòng vòng, cho nên là có thể nói là tháng âm thịnh dương suy. Người Mậu Tuất, người bản thân chữ Mậu và Tuất là đều thổ, cho nên là người thuộc dạng là
trực dương khá nhiều, cả Mậu và Tuất. Cho nên là người ta gọi là dương nữ dương nam thì đều là trực dương, cho nên là tháng 7 tương đối không tốt đẹp lắm về gọi là đối xứng âm dương đối với người của mình. Âm dương nó đều mạnh hết, nó đấu tranh với nhau ha, cho nên là các anh các chị nhớ cẩn thận. Rồi xét về tháng thì nhâm thân là kim, tháng 7 là tháng nhâm thân kim, như vậy mệnh là kim khắc mộc, bản mệnh bị tháng khắc bổn mạng gặp không tốt, cẩn thận về mặt sức khỏe. Mà khi tháng khắc bổn mạng thì phúc tinh và tài tinh vì thế bị khống chế, mất đi tác dụng, và phá và bại tinh sẽ hoành hành rất nhiều, đặc biệt với các chị nữ với sao thái bạch chiếu mạng thì nó sẽ bắt đầu tác dụng lên mình nhiều hơn là những tháng khác. Thiên can chữ Mậu sẽ khắc chữ nhâm, chữ Mậu của các anh các chị khắc chữ nhâm, thiên can khắc tháng, cẩn thận công việc nhiều khó khăn. Dù gì đi nữa thì mình khắc tháng thì cái công việc có khó khăn nhưng mà mình phải đầu tư tâm sức để mình giải quyết thôi, chứ không phải là rơi vào bế tắc không giải quyết được. Tuy nhiên là với cái chữ kim khắc mộc và phúc tinh và tài tinh bị khống chế thì coi chừng tốn tài đối với các chị. Các anh cũng không tốt đẹp đâu nếu như mà gặp vào cái tháng như thế này. Với thái âm chiếu mạng đi nữa thì cũng không ngon lành đâu ha. Địa chi thân túc là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương hợp nhau, có thể mà mặt tình cảm gia đạo không có vấn đề gì đối với tuổi của các chị ha. Các anh luôn. Rồi như vậy thì rõ ràng với tháng 7, một cái tháng mà âm thịnh dương suy, bổn mạng bị tương khắc, nhớ cẩn thận một tí xíu. Và đặc biệt là chữ Mậu khắc chữ nhâm thì công việc sẽ đem cho đến những cái buồn phiền căng thẳng cho các anh các chị, nhất là các chị coi chừng tổn tài ha. Rồi tiếp đến đó là tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Mà tháng 8 âm lịch là tháng Quý Dậu, mà tháng Quý Dậu tiếp tục là một tháng kim, như vậy mệnh cũng tiếp tục giống tháng 7 là kim khắc mộc, bản mệnh bị tháng khắc, bổn mạng không có tốt, cẩn thận về mặt sức khỏe của mình. Em không có nói tức là em không có phán đại ở đây, là sách viết sao em tính toán em ra em trình bày với mọi người thôi, để cho mọi người các kênh YouTube khác thì em không biết sao, nhưng mà em giống như là chia sẻ lại những cái kiến thức từ sách để mọi người khỏi có tốn công đọc mà suy nghĩ, chứ mình có người diễn giải cho mình thì ok, nó tốt đẹp thôi, đã phải tốn thời gian đọc mà phải suy ngẫm chứ, tính toán chứ cho nó mệt. Ở đây có người tính toán, kênh của em là như thế, em tính toán, em chia sẻ với mọi người những cái thông tin mà em đọc được từ sách, em nghiên cứu được từ sách và thôi nha. Rồi chữ thiên can mà chữ Mậu với chữ Quý là thuộc ngũ hợp, chủ về chữ lệ, công việc dễ sinh tài lộc. Và cái tháng 8 tuy là bổn mạng bị khắc giống tháng 7 nhưng mà tháng 8 khác là cái thiên can, cái trụ mà nói về công việc và danh lộc thì tốt đẹp, thì nó là thuộc ngũ hợp. Địa chi thì là Dậu tức, tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau. Tiếp tục là một tháng gia đạo không có vấn đề, gia đạo tình cảm mọi thứ ở trong không có vấn đề gì cả, tốt đẹp. Tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Mà tháng 9 là tháng Giáp Tuất. Tháng Giáp Tuất đối với các anh các chị nó sẽ ra sao? Thì tháng Giáp Tuất thì thuộc hỏa, như vậy mệnh là mộc sinh hỏa, bổn mệnh bị sinh xuất, sức khỏe yếu, cẩn trọng bổn mạng. Ở trên là bị tương khắc, ở dưới này là sinh xuất. Thì xét về bổn mạng á thì bị tháng khắc bổn mạng là xấu nhất, sau đó tới mình khắc tháng là xấu nhì, và sinh xuất là xấu thứ ba. Còn không xung không hợp hoặc là đồng hàng, ví dụ như là các anh các chị cùng là mệnh mộc thì đồng hàng mộc thì nó khỏe, mà được tương sinh là thủy sinh mộc thì càng quá tốt, đúng không? Rồi thiên can á thì chữ Giáp khắc chữ Mậu. Công việc tháng khắc thiên can, công việc khó được tốt đẹp, cẩn thận cái việc ký tá giấy tờ, vướng những cái chuyện thị phi, và đặc biệt là dễ, rất dễ tốn tài đối với các chị. Nói chung là về mặt công việc và danh lộc ở trong tháng 9 là tháng không tốt đẹp đối với tuổi các anh các chị ha. Rồi địa chi tuổi Tức gặp tháng Tức là năm sinh tháng tuổi, nhiều khó khăn trong gia đạo và các mối quan hệ xã hội.
Như vậy rõ ràng tháng 9, tháng Giáp Tuất đối với người Mậu Tuất là một tháng xấu, vì mệnh bị sinh xuất thì phúc tinh và tài tinh không bị khống chế hoàn toàn nhưng nó cũng yếu đi, thì nó cũng để cho phá tinh, đặc biệt là phá tinh chủ tinh của năm Thái Bạch đối với tuổi của các chị hoành hành. Thiên can thì bị tương khắc, địa chi lại gặp tháng tuổi, cho nên là chắc chắn sẽ khó tốt đẹp đối với người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 của các chị nhiều hơn là các anh. Vì hồi nãy em đã phân tích ở trên đầu là sao chủ của các anh ở trong năm nay có nhiều phúc tinh hơn, và đặc biệt là có phúc tinh Thái Âm, còn các chị thì có phá hao tinh là Thái Bạch, là còn có nhiều cái phá tinh khác nữa nằm ở trong đấy. Ở đây cái em không muốn trình bày nó quá dài dòng cho nên em không nhắc tới ha. Rồi tiếp đến đó là tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng 10 âm lịch là tháng Ất Hợi sinh năm. Tháng Ất Hợi thì nó lại thuộc hỏa. Như vậy Ất Hợi thuộc hỏa, xét về mệnh tiếp tục mộc sinh hỏa, bản mệnh bị sinh xuất, sức khỏe yếu, cẩn trọng bổn mạng. Ok ha. Rồi thiên can là chữ Ất với chữ Mậu, không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tiếp tục công việc ngon lành. Tháng trên là bị tương khắc khó khăn, nhưng mà tháng 10 là một tháng xoay chuyển có thể là tốt đẹp hơn, không có cái nhiều cái sự khó khăn. Tuy nhiên là nó không xung khắc thôi, với tháng 9 nó ì xèo đùng nữa tùm lum chuyện, mà qua tháng 10 nó vui vẻ hoàn toàn thì cũng không đúng đâu. Mình phải giải quyết cái hậu quả tháng 9 chứ, đúng không? Các anh các chị là người lớn sẽ biết được là không có cái gì mà rớt xuống hố cái nhảy lên cao lại liền, phải bò từ từ ha. Mình ở đây mình rớt xuống đây mình phải bò 5-3 bước mình mới lên được cao, đúng không? Rồi địa chi là Hợi tức tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương hợp nhau, như vậy gia đạo cũng gia đạo tình cảm không có vấn đề. Ok, tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, mà tháng 11 tức là tháng Bính Tý, tháng Thủy. Như vậy xét về mệnh là Thủy sinh Mộc, đây là tháng tốt cho bổn mạng. Bổn mạng được tương sinh tốt cho sức khỏe và bổn mạng. Khi bổn mạng được tương sinh, phúc tinh và tài tinh nó sẽ phát huy tác dụng tối đa để khống chế cái chuyện phá và bại tinh. Thí dụ như giống như là năm nay đối với các anh đi là có 70% là phúc tinh, 30% là bại tinh, nó cân bằng ở 100% cái những cái sao ở trong mệnh của các anh chị. Nhưng mà đối với các chị thì chỉ có 30-35% là cả phúc và tài tinh thôi, nhưng mà tới phá và bại tinh nó tới 70%, cho nên là khi nào mình nhiều lên á là mình sẽ khống chế, nhờ đó là sáng lên thì nó mới coi như tiếp thêm sức mạnh khống chế cái phá và bại tinh của các chị đi, chắc là sẽ tốt đẹp. Thiên can chữ Mậu và chữ Bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên là nạp âm ngũ hành của Mậu là thổ, Bính là hỏa, cho nên có thể nói là các anh các chị được nạp âm ngũ hành của thiên can tương sinh, rất dễ sinh tài lộc, đặc biệt là các anh với cái sao Thái Âm chiếu mạng rất dễ sinh tài lộc nha. Địa chi Tý Tức thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau, như vậy gia đạo tình cảm tốt đẹp tiếp tục, đặc biệt là với tuổi của các anh ha. Rồi tháng cuối cùng của năm Kỷ Hợi 2019, tháng Chạp, chính là tháng Đinh Sửu, mà tháng Đinh Sửu tiếp tục là một tháng Thủy. Như vậy mệnh là Thủy sinh Mộc, bản mệnh được tương sinh tốt cho sức khỏe và bổn mạng. Người mà mệnh Mộc của các anh các chị thì được mà tháng Thủy mà tương trợ là phúc tinh tài tinh ngon lành, cũng giống như tháng 11, vì cái mệnh này cũng giống cái mệnh của tháng 11 thôi ha. Địa chi chữ Mậu chữ Đinh cũng tiếp tục không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, mà như đã nói Bính Đinh thì thuộc hỏa, Mậu Kỷ thì thuộc thổ, cho nên là thuộc dòng tương sinh hỏa sinh thổ. Nạp âm ngũ hành của thiên can được tương sinh tốt cho cái công việc và tài lộc, hy vọng rằng sẽ có tiền tài nhiều ha. Nhưng mà đừng có quá tự tin, tại vì địa chi là Sửu Tuất, Thìn Tuất, Sửu Mùi. Sửu Tuất nằm sát nhau ở trong tứ hành xung và cũng là thuộc nhóm tự hình. Ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh, cho nên là gia đạo chắc chắn sẽ có nhiều điều không có được hài lòng cho lắm. Các mối quan hệ cũng thế thôi. Đem cho các chị, nhất là các chị, một cái gì đó buồn phiền. Như vậy thì rõ ràng với tháng 12
thì công việc, danh lộc và sức khỏe không phải là vấn đề, mà vấn đề là gia đạo và tình cảm. Như vậy thì em đã tổng hợp xong cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các anh các chị, cộng với cái vận hạn về tử vi viết ra cho các tuổi của các anh các chị ở trong cái những tháng còn lại của năm Kỷ Hợi 2019. Có khá nhiều điều tích cực ở trong công việc. Tuy nhiên về mặt sức khỏe thì các anh các chị nhớ cẩn thận một tí xíu, nó vẫn tốt đẹp hơn. Hy vọng rằng những cái thông tin em vừa tổng hợp và chia sẻ đến với mọi người sẽ giúp ích cho mọi người, giống như một cái hành trang nhỏ để mọi người biết được là tháng nào tốt xấu mà mình cương nhu trong làm ăn và ứng xử với con cháu, ứng xử với chồng con. Thí dụ như mình biết tháng này là tháng xung, mình tự nhiên cái chuyện nó khiến tới để mà mình gây gổ với chồng con thì thôi, mình biết tháng xung thì thôi mình nhịn một tí xíu cho nó qua rồi, cái nó qua tháng khác tự nhiên mọi chuyện nó sẽ biến chuyển một cách khác đi. Nếu các anh các chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Mậu Tuất biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái tử vi phong thủy có thể là tuổi của các anh các chị, con hoặc là cháu của mình. Nếu mà tuổi của các anh các chị thì em nghĩ là đã có cháu, đúng không? Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.